Xin chào các bạn, sau đây hệ thống cửa hàng dụng cụ y khoa Bình Minh sẽ giới thiệu cho các bạn một xe đẩy màu trắng lắp ráp khung sắt sơn tĩnh điện. Nhìn bề ngoài thì nó rất là chắc chắn, tỉ mỉ và nhẹ nhàng, dùng cho sửa ba hoặc là mình dùng cá nhân. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là lắp đặt và sử dụng nó nhé. Đầu tiên mình sẽ gắn hai cái khung này, hai khung hai bên này, đó, gắn vào với thân giữa. Tổng cộng là có 6 thân nha các bạn. Mình sẽ gắn đan xen nó qua. Rồi. Sau đó mình sẽ vặn mấy con nóc này lại, đó. Vặn lại, chặt lại. Rồi, ok. Xong xuôi thì mình sẽ gắn cái này, lên thau bỏ đồ này. Xong rồi thì mình sẽ gắn những cái này là lót cái tấm ván này, đúng không? Đó. Mình đã lắp đặt xong rồi nha các bạn. Rồi cái này thì cũng để bỏ nước này. Đó. Cái này thì mình sẽ bỏ rác. Xe đẩy này là kéo rất là nhẹ này. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Rồi, vừa rồi mình đã giới thiệu các bạn và xe đẩy màu trắng bên mình. Nếu các bạn mua hàng sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn nhé. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp theo.